Xin chào và đây là book review by Vela. Trong video ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn 8 cuốn sách để các bạn có thể giao tiếp bình an, trò chuyện bình an. Mình nghĩ những cái cuộc hội thoại mà nó bình an, nó nuôi dưỡng, nó chữa lành là rất quan trọng. Nhưng để mà chúng ta tạo ra những cái thông điệp của sự bình an, nó cần khá là nhiều và mình hy vọng là 8 cuốn sách trong video này sẽ giúp các bạn Đầu tiên là cái công thức để mà chúng ta có thể giao tiếp bình an. Một trong những lý do mà nhiều bạn thích kênh vui lên là cái năng lượng bình an từ kênh, từ những cái thông điệp mà mình chia sẻ. Và thực ra để mà giao tiếp bình an nó cần một cái quá trình tập luyện. Không có ai sinh ra là giao tiếp bình an hết. Trong cái quá trình đọc sách nè, rồi quan sát nè, rồi trải nghiệm thì mình đúc kết được một cái công thức giao tiếp mà mình cho là bình an. Cái này là quan sát của mình nha các bạn chứ nó chưa qua nghiên cứu. Nhưng mà mình nghĩ các bạn có thể tham khảo được. Để mà giao tiếp bình an thì mình thấy có 3 yếu tố đầu tiên là input sau đó là ego là cái tôi và cuối cùng là kỹ năng biểu đạt input tức là những thứ mà các bạn tiếp nhận hàng ngày đó có thể là truyền thông báo chí đó có thể là môi trường sống hoặc là những cái người tương tác với các bạn input nó giống như là những thứ mà các bạn tiếp nhận vào vậy đó hãy hình dung nếu chúng ta sống trong một cái môi trường với những cái tin tức độc hại với những kiểu giao tiếp theo phong cách phàn nàn đổ lỗi chê bai chỉ trích rồi những cái sự tiêu cực và độc hại trong cái tin tức mà chúng ta tiếp nhận hàng ngày nếu như cái môi trường sống của các bạn có những input như vậy và các bạn liên tục tiếp xúc với những input đó thì rất khó để mà chúng ta có được những cái thông điệp mà mình cho là bình an cái thứ hai là ego cái tôi nếu chúng ta có một cái tôi khỏe mạnh thì chúng ta cũng đứng vững hơn trước những input chứ nếu mà input tiêu cực cộng với một cái tôi yếu nữa thì các bạn có thể biết kết quả nó như thế nào rồi và cuối cùng là kỹ năng biểu đạt tức là cách mà chúng ta nói cách mà chúng ta nghe khi nói về giao tiếp thì đa phần sách nó tập trung vào những cái kỹ thuật những cái kỹ năng mà mình cho là bên ngoài thôi vậy nên mình cũng sẽ không giới thiệu với các bạn những cái kiểu giao tiếp thành công lãnh đạo hay là thuyết phục mà những cái kỹ năng biểu đạt mình giới thiệu là những kỹ năng mà các bạn sẽ thấy nó khá là nhẹ nhàng nhưng nó tạo ra cái sự bình an cho chính các bạn cũng như là những người mà giao tiếp với các bạn để mà thực tập cả ba yếu tố này thì các bạn có thể tham khảo khóa học Mindful Communication trò chuyện bình an. Khóa học này thì có thời lượng khoảng tầm 15 tiếng đồng hồ. Khi mà các bạn học xong thì các bạn sẽ hiểu được thế nào là giao tiếp bình an. Còn đây là những cuốn sách mà mình đã tham khảo để xây dựng khóa học này, các bạn cũng có thể tìm đọc. Đầu tiên là sách về input, tức là những cuốn sách giúp cho các bạn hiểu được những input nào mình nên tiếp nhận, những input nào mình không nên tiếp nhận. Đầu tiên là cuốn Thả một bè lâu. Cuộc đời của Thúy Kiều thì trải qua rất là nhiều khổ đau, đúng không các bạn? Tại sao lại như vậy? Cuốn này thì được viết bởi thầy Thích Nhất Hạnh và thầy sử dụng góc nhìn thiền quán để lý giải về cuộc đời của Kiều. Để cho chúng ta thấy là những cái nguồn thông tin tiêu cực nó đã tác động tới cuộc đời của Thúy Kiều như thế nào. Cuốn này thì nó khá là dễ chịu và hài hước, mặc dù được lý giải dưới góc nhìn thiền quán nhưng mà mình nghĩ là khá là dễ hiểu. Cuốn này thì có nhiều bạn đã đọc và cũng nói với mình là dễ đọc và hay. Nó làm cho các bạn ấy để ý hơn những cái nguồn input mà các bạn ấy vẫn tiếp xúc bấy lâu nay. Cuốn sách số 2, Nghệ thuật kiên khem tin tức cuốn này là cuốn sách mà mình thấy nó có phần cực đoan nhưng nếu như bạn nào chịu khó đọc và cảm thấy thuyết phục thì có thể các bạn sẽ có những quyết định rất lớn trong việc các bạn sử dụng social media trong việc các bạn đọc tin tức tác giả cuốn này thì nổi tiếng hơn với cuốn nghệ thuật uh, tư duy rành mạch những cái góc nhìn của tác giả về tin tức mình nghĩ là nó khá là có thể gây khó chịu nhưng không phải là nó không có lý Cuốn này thì mình cho nó hình như là 3.5 sao thôi vì mình không thích cái năng lượng của nó nhưng mình thích cái ý tưởng của nó, mình thích cái mục đích của nó. Cuốn số 3 và cũng là cuốn số 2 của thầy thích nhất hạnh là cuốn giận. Trong cuốn này thì các bạn sẽ hiểu được những cái nhân giận dữ của các bạn đã đến từ đâu. Cơn giận của chúng ta không phải ngẫu nhiên mà nó có thể đến từ phim ảnh, đến từ tin tức, đến từ âm nhạc, những điều tưởng như bình thường nhưng lại tác động tới cơn giận của chúng ta. Rồi cái thái độ mà chúng ta cần có với cơn giận là gì? Thông thường chúng ta không có một cái thái độ lành mạnh lắm với cơn giận đâu các bạn hoặc là chúng ta đè nén nó hoặc là chúng ta làm cho cơn giận trở nên bùng nổ và có thể gây tổn thương cho những người mà chúng ta yêu ý Cuốn sách này cũng giúp cho các bạn nhìn lại cái môi trường sống hiện tại nó có đang phục vụ cho cơn giận hay không. Cái yếu tố này rất quan trọng nha các bạn. Nếu cái môi trường sống của chúng ta được thiết kế nó lành mạnh, nó an toàn, nó bình an thì cơn giận cũng khó để mà có thể xuất hiện hơn so với một môi trường mà có nhiều yếu tố kích hoạt cơn giận. Ba cuốn sách về input này sẽ giúp cho các bạn cẩn thận hơn trong việc mà tiếp nhận tin tức, đọc sách báo, xem phim, tiếp xúc với những người xung quanh. Và mình nghĩ là nếu như các bạn thực tập thì có thể nó tạo ra những sự thay đổi dần dần để các bạn ý thức hơn những nguồn thông tin hoặc là những người mà các bạn tiếp xúc và tương tác hàng ngày tiếp theo là những yếu tố mà mình cho là là màng lọc nếu mà chúng ta có một cái tôi khỏe mạnh thì khi mà chúng ta tiếp cận với những cái tin tức tiêu cực nó cũng đỡ hơn là những cái tôi méo mó để tìm hiểu về cái tôi thì cuốn đầu tiên mà mình nghĩ dễ đọc đó là cuốn Thức tỉnh mục đích sống. Cuốn này nó giúp cho các bạn hiểu được những cái vỏ bọc mà các bạn đang mang bấy lâu nay, đồng thời mở ra cho các bạn những cái góc nhìn mới, những cái hướng đi mới để các bạn có thể giải phóng chính các bạn và từ đó xây dựng một cái tôi lành mạnh. Cuốn số 2 khó đọc hơn một chút xíu nó tên là Tiến trình thành nhân. Cuốn này thì nó giúp cho các bạn hiểu được một cái con đường, hiểu được một cái hành trình để chính các bạn trở thành cái môi trường an toàn cho người khác để họ được là chính họ. Cuốn này nó cũng giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về những cái ưu khuyết của bản thân và thành thật với chính mình. Cuốn này thì mình cũng có chia sẻ 6 bài học rất hay của nó, các bạn có thể xem ở đây. Xem xong mà cảm thấy thuyết phục thì có thể tìm cuốn này đọc các bạn ha. Cuốn thứ ba, trò chuyện với chính mình. Cuốn này là một cuốn sách tâm lý và nó phân tích về cái inner voice, cái giọng nói mà liên tục vang lên và chỉ trích chúng ta trong nhiều hoàn cảnh của cuộc sống khi mà chúng ta liên tục chỉ trích chúng ta thì rất khó để mà chúng ta có thể tạo ra được cái năng lượng cũng như là ngôn ngữ bình an cho những người xung quanh cuốn này giúp cho các bạn có thể nhận diện những cái giọng nói chỉ trích cũng như là có những cái bài tập những cái nghiên cứu để các bạn có thể có những cái bước từ từ chuyển hóa và làm lành mạnh cái tôi của các bạn cuối cùng là hai cuốn sách về kỹ năng hai cuốn này là kỹ năng biểu đạt khi mà chúng ta đã có input tốt rồi chúng ta đã có cái ego lành mạnh cái tôi lành mạnh rồi vậy bây giờ làm sao để truyền đạt những điều lành mạnh đó những điều bình an đó cho những người xung quanh hai cuốn này sẽ giúp cho các bạn cái điều thú vị là hai cuốn này đều nói về cái quá trình giao tiếp bình an đều là lắng nghe sâu đều là quan sát chính mình nhưng nó đến từ hai nền văn hóa khác nhau nên violence communication giao tiếp phi bạo động một cái hình thức giao tiếp rất là nổi tiếng cuốn này thì nó giúp cho các bạn có thể chậm lại quan sát cả bên trong tức là những cái suy nghĩ những cái cảm xúc của mình và những cái tác động bên ngoài những cái cử chỉ những cái nét mặt của người khác trước khi mà chúng ta tới với những cuộc hội thoại và nó cũng nói rất là nhiều về chuyện lắng nghe và giao tiếp với sự đồng cảm dành cho người lẫn dành cho mình. Cuốn cuối cùng là nghệ thuật thiết lập truyền thông Art of Communicating của Thầy Thích Nhất Hạnh. Cuốn này thì mình có nhắc tới vài lần rồi. Nếu như bạn nào muốn tiếp cận với một cái cuốn sách nó nhẹ nhàng, hiểu về những cái thuật ngữ như là ái ngữ, lắng nghe với sự hiểu và thương thì cuốn này sẽ là một lựa chọn phù hợp. Tám cuốn này nếu mà các bạn đọc hết thì mình nghĩ sẽ rất là tuyệt vời Và nếu như các bạn đọc hết rồi thì có thể quay trở lại chia sẻ cho mình biết với nha Mình cũng sẽ rất vui khi mà những cuốn sách mình giới thiệu nó bước vào cuộc sống của các bạn Và nó tạo ra những sự chuyển hóa Đó là một cái động lực rất lớn để mình tiếp tục làm kênh vui lên Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo Bye bye